Thưa quý vị, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ với mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên yếu thế trong thời gian qua, chị Hồ Tường Vi, bí thư đoàn xã Phan, huyện Dương Minh Châu đã tích cực phối hợp các ấp ra soát số lượng thanh niên yếu thế trên địa bàn, xem xét nhu cầu, nguyện vọng cần được hỗ trợ để có hướng tham mưu cấp ủy, ủy ban dân xã hỗ trợ nhằm mục đích lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. với mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên yếu thế được chị hồ tường Vi thiết kế để hỗ trợ và tạo ra cơ hội giúp những thanh niên yếu thế có thể tích lũy kỹ năng cũng như tìm kiếm việc làm và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế cộng đồng có thể nói chị hồ tường vi là một bí thư đoàn xã năng động sáng tạo tận tâm chị đã áp dụng thành công mô hình giảm kèo cho những thanh niên yếu thế đây là một trong những giải pháp thiết thực để giúp thanh niên yếu thế phát triển kinh tế và xây dựng tương lai tươi sáng hiểu rõ rằng thanh niên yếu thế gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh tế do đó chị đã đặt ra một chiến lược chủ đạo là tập trung vào việc kết nối các nguồn lực sẵn có từ các tổ chức xã hội doanh nghiệp không chỉ coi trọng việc cung cấp nguồn lực tài chính mà tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối giữa thanh niên yếu thế với những người có thể hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm qua đó các bạn thanh niên yếu thế tin rằng sự hỗ trợ không chỉ đến từ việc cung cấp vốn mà còn từ sự chia sẻ kiến thức kinh nghiệm Tại khu vực xã Phan có 14 thanh niên yếu thế, trong số đó có 10 thanh niên gặp khó khăn về mặt thần kinh. Nhận thức sâu sắc về tình hình khó khăn của đối tượng thanh niên này, chị Hồ Tuyên Vi đã tự chủ và tích cực đưa ra đề xuất với ban chấp hành đoàn xã, đảng ủy xã và ủy ban dân xã về việc triển khai thực hiện một chuỗi giải pháp mang tên cùng thanh niên yếu thế phát triển kinh tế. Kết quả của những nỗ lực này đã thể hiện rõ trong năm vừa qua, đã cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế cho hai thanh niên trong nhóm đối tượng yếu thế. Quá trình triển khai các giải pháp đã tạo ra những cơ hội mới cho thanh niên yếu thế, giúp họ vươn lên khỏi tình trạng khó khăn và đạt được sự phát triển trong gia đình. Đây là một bước tiến tích cực trong việc chăm sóc và hỗ trợ thanh niên yếu thế tại địa phương, đồng thời là minh chứng cho sự hiệu quả của chiến lược, giúp đỡ những thành viên yếu thế của cộng đồng quan trọng hơn nữa bước tiến này không chỉ làm nổi bật vai trò tích cực trong việc chăm sóc hỗ trợ các thành viên yếu thế bên cạnh đó tạo ra một tác động tích cực đối với xã hội bằng cách tạo ra điều kiện thuận lợi cho thanh niên yếu thế tham gia và đóng góp bằng chứng cho sự tiếp tục của những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một xã hội mở ra những cơ hội mới tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triển và tích cực đóng góp vào xã hội À, với mong muốn là giúp đỡ cho các bạn thanh niên yếu thế à, có điều kiện được à, cùng với gia đình và phát triển kinh tế vượt qua khó khăn thì à, qua khảo sát tại địa phương thì à, tại địa phương cũng có một số trường hợp các bạn thanh niên à, yếu thế à, cũng còn khó khăn cho nên là mình đã cùng với lại ban chấp hành xã đoàn à, tham mưu với lại cấp ủy chính quyền vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ nguồn lực để giúp cho gia đình thanh niên yếu thế có thêm điều kiện để có thể làm kinh tế để phát triển từ đó mà vượt khó vươn lên thì cụ thể là tại gia đình của chị Kiều ở ấp Phước Long 1 thì đã được hỗ trợ hai con bò sinh sản thì bình thường thì chị Kiều thì không có khả năng đi làm chỉ có ở nhà phụ giúp gia đình là nấu cơm thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì từ khi mà được hỗ trợ hai con bò thì chị đã có thể tự đi cắt cỏ cho bò, có thể dẫn dòng bò rồi phụ giúp gia đình để nuôi hai con bò này và sau này thì có thể hỗ trợ được kinh tế cho gia đình. áp dụng hiệu quả mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế đã giúp Lê Thị Thúy Kiều cư trú tại ấp Phước Long 1 có nhiều khởi sắc trong cải thiện kinh tế. Trước đó đối mặt với nhiều hạn chế về trí tuệ ảnh hưởng đến quá trình học hành và phát triển cá nhân so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên Kiều không chấp nhận sự khuất phục trước số phận mà thay vào đó bằng sức khỏe và ý chí mạnh mẽ cô luôn tích cực hỗ trợ ba mẹ trong mọi công việc tùy theo khả năng của mình. Nhận thức về hoàn cảnh khó khăn của Kiều, chị Hồ Tường Vi đã tham mưu với lãnh đạo ủy ban dân xã để vận động nguồn lực hỗ trợ cho gia đình. Đặc biệt, thông qua sự hỗ trợ này, Kiều đã nhận được hai con bò sinh sản. Đây được xem là nguồn động lực lớn trong cuộc sống của Kiều. Mặc dù Kiều không thể diễn đạt niềm vui và lòng biết ơn của mình bằng lời nói, nhưng niềm hạnh phúc ấy luôn phản ánh qua gương mặt hồn nhiên là nguồn động viên cho những người xung quanh để đối mặt với khó khăn và không bao giờ từ bỏ trước những thách thức của cuộc sống. Ờ, ừ, thì giờ chú chị con nó thì ở không không mà nay có nhà nước đó, cho bò thì nó đi cắt cỏ cho bò ăn nó cũng làm công chuyện bò với vậy đó nó làm suốt luôn đó. mò mò nó mẫn cứ cắt cỏ rồi về cái chứ không có làm gì hết à hồi nào giờ đi nấu cơm bắt đầu cơm lên rồi đi cắt cỏ vậy à. chứ không có làm gì hết giờ có chuyện làm rồi thì nó cũng mừng cũng mừng với nó để sợ nó không có chuyện làm nữa đi chơi bậy bạ nó sợ này cái nó không sợ Trước khi gia đình Kiều nhận được sự hỗ trợ, họ luôn đối diện với nhiều nỗi lo lắng và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, từ khi gia đình Kiều nhận được sự hỗ trợ từ mô hình phát triển kinh tế, có thể thấy rõ sự cải thiện trong tình hình tài chính của họ. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp họ giải quyết những khó khăn mà còn tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Gia đình hồi trước khi thì gia đình cũng khổ lắm. Giờ nhà nước cho được hai con bò này thì cũng rất mừng thở cảm ơn của đoàn thanh niên cũng hỗ trợ nó được bò để nuôi là tôi cũng xin tạ thật cảm ơn quay hộ gia đình của chị Lê Thị Thúy Kiều anh Lê Thanh Bình cư trú tại ấp Phước Long 1 cũng đã được áp dụng thành công mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế là một thanh niên khuyết tật vận động vượt qua những khó khăn về cơ thể Bình không ngừng nỗ lực để đạt được thành công trong học tập và cuộc sống gia đình Bình đang đối mặt với tình trạng khó khăn thuộc hộ cận nghèo chỉ có hai mẹ con sau khi học xong nghề, Bình gặp khó khăn trong việc tìm việc làm, nên anh đã quyết định phụ giúp kinh tế gia đình bằng cách bán vé số. Để vận động mạnh thường quân hỗ trợ, chị Hồ Tường Phi nắm bắt khó khăn trong việc di chuyển và đề xuất lãnh đạo giúp đỡ. Một chiếc xe máy được thiết kế phù hợp với tình trạng sức khỏe của Bình đã được mạnh thường quân tặng khi anh còn là học sinh lớp 9. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, đến cuối năm 2021, chiếc xe máy này thường xuyên gặp sự cố nặng, tình hình kinh tế gia đình Bình không có khả năng sửa chữa nhận được sự hỗ trợ từ đoàn xã, Bình được mạnh thường quân hỗ trợ một khoản tiền 3 triệu đồng để sửa chữa xe máy. Điều này không chỉ giúp Bình vượt qua khó khăn mà còn tiếp tục duy trì công việc phụ giúp kinh tế cho gia đình. Đồng thời ban chấp hành đoàn xã cũng tích cực vận động nhu yếu phẩm để hỗ trợ gia đình giúp họ có thêm nguồn lực và trang trải cuộc sống hàng ngày. Những thành hiện yếu thế thường gặp phải nhiều khó khăn trong việc thích ứng và tham gia vào các hoạt động xã hội. Điều này làm tăng nhu cầu về sự hỗ trợ từ phía gia đình, người chăm sóc và cũng như là cộng đồng tuy nhiên nhìn chung tình trạng này cũng đặt ra một thách thức lớn đối với cộng đồng việc mình mong muốn là mình giúp đỡ được nhiều thanh niên yếu thế hơn. tuy nhiên thì các bạn thanh niên yếu thế thì gần như là um, các bạn ngoài cái việc mà bị yếu thế về cái khả năng vận động á, thì các bạn còn yếu thế về cái cái nhận thức á. cho nên là khi mà mình cho dù mình có mong muốn được hỗ trợ bạn thì bạn cũng rất là khó để có thể từ cái nguồn mà mình giúp đỡ bạn có thể phát triển kinh tế. chỉ có một số trường hợp ví dụ như là bạn Kiều ở Phú Long 1 hay là bạn Bình ở Phú Long 1 thì các bạn tuy yếu thế nhưng các bạn cũng có thể tự lao động được thì để giúp đỡ các trường hợp yếu thế vượt qua những khó khăn bằng nhiều hình thức hỗ trợ rất thiết thực, ban chấp hành đoàn xã Phan đã chỉ đạo các cơ sở đoàn Tại điều kiện giúp đỡ các bạn phát triển kinh tế cần phải có sự đồng lòng và hỗ trợ tổng thể để tạo ra môi trường tích cực cho sự phát triển của thanh niên yếu thế còn về cái cái việc mà vận động kinh phí khó khăn thì um, một cái may mắn là được uh, các bộ chính quyền địa phương rất là quan tâm tạo điều kiện cho nên là khi mà uh, mình tham mưu cái uh, nội dung đó thì uh, đã được uh, các đồng chí lãnh đạo uh, đồng hành uh, cũng như là tháo gỡ kịp thời khó khăn uh, tạo mọi điều kiện để mình có thể hoàn thành cái cái việc mà phát triển cái 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 giải pháp hỗ trợ xanh như thế này trong thời gian tới đoàn thanh niên sẽ luôn tiếp tục hỗ trợ thanh niên yếu thế và triển khai thực hiện nhân rộng mô hình giúp đỡ thêm nhiều thanh niên yếu thế một cách có hiệu quả luôn vươn lên trong cuộc sống không để ai bị bỏ lại phía sau qua cái việc triển khai thực hiện giải pháp đồng hành cùng thanh niên yếu thế phát triển kinh tế thì mình mong muốn là có thể giúp được cho các bạn thanh niên yếu thế có thể tự tin hơn và có thể tự tự thân mình có thể làm được những cái công việc mà trong cái khả năng của mình để có thể giúp đỡ gia đình bên cạnh đó thì mình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn là các bạn không có việc gì mà phải tự ti hay là buồn hết xung quanh các bạn vẫn luôn có các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là có tổ chức đoàn thanh niên cũng như là hội liên hiệp thanh niên sẽ luôn sát cánh đồng hành để hỗ trợ các bạn có thể khẳng định rằng việc hỗ trợ thanh niên yếu thế để họ vượt qua mặc cảm hòa nhập vào cộng đồng và trở thành những người có đóng góp tích cực cho xã hội không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính trị xã hội đây là một phần quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục của đoàn thanh niên đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh và trật tự xã hội trong thời gian tới, ban chấp hành Đoàn xã Phan sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thanh niên yếu thế, đồng thời triển khai và nhân rộng các mô hình hiệu quả, mục tiêu là tạo ra những điều kiện thuận lợi giúp họ phát triển và hòa nhập vào xã hội một cách tích cực. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác giáo dục và xã hội, đồng thời là đóng góp ý nghĩa của thanh niên đối với sự ổn định và phát triển của cộng đồng.